Thưa quý vị, sau khi xem xong nội dung này, quý vị sẽ biết được là cái tính axit trong cơ thể con người là gì, những cái tác động tiêu cực của thực phẩm có tính axit, cách chọn các thực phẩm có tính axit trong chế độ ăn uống lành mạnh và chế độ ăn kiềm sẽ như thế nào. Và một cái chế độ ăn mà giàu những thực phẩm có tính axit thì thường là một cái mối quan tâm khá là phổ biến hiện nay ở trong những người mà tìm hiểu về một cái lối sống lành mạnh và khoa học. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những điều cần biết về thực phẩm có tính axit trong video ngày hôm nay. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Vũ Đại Dương. Và như thường lệ, bác sĩ có một fanpage bác sĩ Vũ Đại Dương và một cái nhóm Zalo. Các bạn có thể truy cập vào cái đường link mô tả phía dưới video này. Khi tham gia vào nhóm Zalo, các bạn có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào trực tiếp với bác sĩ về vấn đề về sức khỏe của bạn. Bạn có những cái đồ dùng thực phẩm chức năng ở nhà hoặc có những vấn đề về sức khỏe của cả gia đình, các bạn có thể hỏi trực tiếp bác sĩ. Còn trên Facebook, các bạn chỉ cần like fanpage, các bạn sẽ có những cái thông tin về dinh dưỡng, về cách sống khỏe mạnh mỗi ngày hiện lên trên trang cá nhân của các bạn. Và điều đó thật là tuyệt vời, phải không nào? Quay lại với chủ đề của chúng ta đang tìm hiểu về các thực phẩm có tính axit. Thang đo pH được sử dụng để đo cái nồng độ axit và kiềm. Nó cho thấy cái sự hiện diện của các ion hydro tích điện dương và âm trong một cái dung dịch cụ thể. Và các ion hydro này càng cao thì cái tính axit càng cao. Hơi chuyên sâu một chút về khoa học. Thực phẩm có tính axit là những thực phẩm thường có độ pH từ 4,6 trở xuống. Những thực phẩm có tính axit cao thì ít có khả năng phát triển vi sinh vật nhanh chóng, có nghĩa là bạn có thể bảo quản được những thực phẩm này một cách lâu hơn so với các thực phẩm khác. Đầu tiên hãy cùng nhau tìm hiểu về tính axit trong cơ thể con người. Độ pH trung bình của cơ thể con người là khoảng 7,4 và mức độ này là hoàn hảo để duy trì các quá trình sinh học của cơ thể. Một trong những chức năng quan trọng nhất đó là quá trình oxy hóa máu. Mặc dù không có một bằng chứng thuyết phục rằng nó có thể giúp mức độ pH của bạn ở mức tối ưu, nhưng nhiều người chọn tránh xa các loại thực phẩm tạo ra nhiều axit hơn trong cơ thể. Mục đích chính của nó là giữ cho cái lượng axit thận tiềm ẩn, tức là cái chỉ số PRAL trong tiếng Anh, ở trong cái giới hạn có thể chấp nhận được. Và PRAL là một cái thuật ngữ trong y khoa, một cái chỉ số mà đề cập đến cái lượng axit cơ thể bạn tạo ra khi ăn một số các loại thực phẩm. Ví dụ, một số thực phẩm có cái lượng axit cao cần tránh đó là thịt tươi và chế biến, trứng, các loại hạt có dầu, muối, gia vị có lượng natri cao, một số loại format, một số loại ngũ cốc. Mặt khác, những người có chế độ ăn uống kiềm thì lại có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và các dị tật tim mạch thấp hơn so với những người ăn chế độ ăn axit. Và một nghiên cứu cho thấy rằng họ cũng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và có tỷ lệ tử vong thấp. Như vậy là cái chế độ ăn axit có thể là có tác động tiêu cực, đúng không nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu về tác động tiêu cực của thực phẩm có tính axit. Các nghiên cứu chỉ ra rằng là sự gián đoạn liên tục trong cái cân bằng axit 3 giờ thì sẽ gây ra nhiễm toan chuyển hóa mãn tính. Và nồng độ axit cao liên tục như vậy trong cơ thể sẽ gây ra một số bệnh về lâu dài như sau. Số 1 là thức ăn có tính axit ảnh hưởng đến nước tiểu. Chế độ ăn uống có tính axit sẽ làm ảnh hưởng đến độ pH ở trong nước tiểu của bạn. Khi ăn quá nhiều protein động vật và đồ uống có ga có thể tạo ra sỏi axit uric, là một loại sỏi hình thành ở trong thận của bạn. Thứ hai, đó là thức ăn có tính axit sẽ ảnh hưởng đến máu. Các nhà nghiên cứu thường chỉ ra rằng là việc tiêu thụ nhiều hơn hoặc thấp hơn những cái thực phẩm có tính axit hoặc là tính kiềm thì hiếm khi có bất kỳ một cái tác động nào đến cái nồng độ pH ở trong máu. Và khi nồng độ axit ở trong máu cao thường là do những cái bệnh lý tiềm ẩn như là bệnh tiểu đường hoặc là những cái vấn đề về thận đã có sẵn. Và nói tóm lại là chế độ ăn thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái độ pH ở trong máu. Thứ ba, đó là thực phẩm có tính axit và xương cơ. Và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là các biến thể axit bazơ trong nước tiểu của con người không ảnh hưởng đến sự cân bằng canxi, nguy cơ gãy xương hoặc chuyển hóa xương của một con người. Và nói chung là nó lại không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Nhưng tuy nhiên, axit phosphoric một số có trong đồ uống có ga thường ảnh hưởng liên quan đến mật độ xương thấp hơn. Và các nhà nghiên cứu khẳng định rằng là nước soda đen có tính axit cao là nguyên nhân gây ra vấn đề về mật độ xương khi chúng ta thay đổi cái chế độ ăn uống giàu protein trong chế độ ăn uống thông thường. Như vậy là việc các bạn sử dụng quá nhiều nước có ga thì sẽ không tốt cho sức khỏe dù trong bất kỳ một trường hợp nào. Ý tiếp theo đó là cách chọn thực phẩm có tính axit trong chế độ ăn uống lành mạnh. Thực sự là việc tiêu thụ sản phẩm, thực phẩm mà có tính axit cao trong một cái phạm vi thì nó là một cái cách hoàn toàn có thể trong một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. Các bạn không được gì phải kiêng những loại thực phẩm này cả. Và những nhà dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn một lượng lớn trái cây và rau quả hàng ngày
và những thực phẩm này mặc dù là nó có tính axit nhưng các yếu tố kiềm hóa thì không tác động tiêu cực đến khối lượng cơ hoặc là có nguy cơ mất xương như đã nói từ trên. Và một số loại trái cây và rau quả có mức PRAL âm, tức là độ axit thấp âm, có thể là có lợi cho sức khỏe các bạn, bao gồm những loại sau: như là dưa chuột, củ cải, chanh, mận, nho xanh, nho tím, lựu, quả việt quất, cải xoăn, dứa, táo, cam, cà chua, chuối, nấm đông cô còn nấu chín, vân vân. Rất nhiều những thực phẩm mặc dù có tính axit nhưng hoàn toàn có thể là ăn ở trong một cái chế độ ăn uống lành mạnh, các bạn yên tâm nhé. Mặc dù có thể được ăn với hầu hết tất cả mọi người nhưng các loại trái cây và rau quả có tính axit này thì gây ra một loạt các vấn đề về dạ dày về lâu dài đối với những người đã bị trào ngược axit dạ dày hoặc ợ chua hoặc bị loắt dạ dày từ trước. Vì vậy nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào về dạ dày trong những cái số ở trên, những vấn đề ở trên thì hãy hỏi bác sĩ trước khi là tăng cái lượng tiêu thụ bất kỳ thực phẩm có tính axit nào trong những số thực phẩm bác sĩ đã nêu ở trên. Đến với phần tiếp theo đó là chế độ ăn kiêng kiềm như thế nào. Mặc dù phổ biến ăn ít thực phẩm có tính axit thì không có một bằng chứng nào về việc làm giảm cái nồng độ axit trong cơ thể hoặc tác động đáng kể đến sức khỏe của bạn, đến sức khỏe của máu, của xương hoặc cơ, nhưng chúng ta có thể tăng cường trí nhớ và nhận thức nếu như bạn kết hợp với các thực phẩm kiềm ở chế độ ăn uống của mình. Và bạn có thể bắt đầu với những thực phẩm giàu kiềm như là đậu nành, đậu hũ, khoai tây, các loại trà thảo mộc, các loại gia vị thảo mộc, dầu ô liu và rau dền. Và trừ khi được bác sĩ hướng dẫn khác, bạn nên luôn luôn cố gắng giữ một cái chế độ ăn uống cân bằng, tiêu thụ tất cả các nhóm thực phẩm một cách điều độ là điều cần thiết để duy trì sức khỏe của cơ thể. Và nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về việc các loại trái cây, rau, thịt hoặc sữa mà bạn tiêu thụ ảnh hưởng thì hãy tìm lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng và nói chuyện với bác sĩ dinh dưỡng của bạn để có thể hỏi họ bất kỳ cái điều gì để có thể điều chỉnh cái chế độ ăn uống để cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn nhé. Hy vọng đó là những kiến thức hữu ích cho các bạn. Và đừng quên đăng ký bấm chuông kênh YouTube này để nhận được những video chuyên sâu về dinh dưỡng mỗi ngày. Còn bây giờ thì bye bye.